Chào thầy, chào cô và tất cả bạn. Em tên là Lưu Kỳ Hoan, mã số sinh viên là EDXK3003. Thì sau đây mình xin hướng dẫn lại cái cách vẽ biểu đồ. Thì đây mình sẽ vào phần insert, tiếp đến chart. Thì đây mỗi loại biểu đồ đều có một ý nghĩa riêng của nó. Ví dụ là biểu đồ cột. Đầu tiên ví dụ biểu đồ cột thể hiện cái sự hơn kém. Tiếp đến biểu đồ đường thể hiện sự động thái phát triển. Thế nên biểu đồ hình tròn thể hiện sự cơ cấu tỷ lệ và quy mô. Tiếp đến là cái biểu đồ ngang. Tiếp đến là cái biểu đồ miền thể hiện sự cơ cấu thay đổi, chuyển dịch, cơ cấu. Tiếp đến biểu đồ XY. Và cuối cùng và biểu đồ stock, radar và biểu đồ combo. Combo là kết hợp nhiều loại biểu đồ vào với nhau, ví dụ như đây là biểu đồ cột, biểu đồ đường. Thì đầu tiên mình sẽ vào làm cái biểu đồ cột đầu tiên. Mình sẽ lấy ví dụ một biểu đồ. Ví dụ biểu đồ này. Thì đây sau khi bấm vào cái biểu đồ xong thì nó sẽ hiện ra một cái bảng dữ liệu. Mình phải di chuyển bất cứ đâu mình thích. Đây cái bảng dữ liệu, mình có thể điền cái dữ liệu ở đây và có thể thêm cột, ví dụ như là đây, tùy ý mình có thể thêm tùy bất cứ cột của mình. Ví dụ cột dưới này mình có thể điền thêm thông tin nữa. Thì mình sẽ xóa bỏ đi để nhìn cái biểu đồ rất là to. Thì nhớ may mà bạn đã kiểu là bạn đã điền xong cái thông tin này nhưng mà bạn muốn chỉnh sửa lại cái thông tin thì mình sẽ chỉ cần bấm vào cái biểu đồ này, bật phần design và edit data thì là xong. Thì mình có thể điền lại cái thông tin mà mình muốn vào đây. Tiếp đến là cái phần này. Thì cái phần này là nó sẽ hiển thị ra các biểu đồ cùng loại này cho mình, tùy mình muốn chọn biểu đồ nào cho phù hợp với cái bài của mình. Đây ví dụ mình sẽ thử chọn cái biểu đồ này. Thì cái phần này trang color này, cái phần trang color này là cái phần điều chỉnh màu của cột. Tiếp đến add chart này là add thêm cột vào phần. Tiếp ví dụ như là mình muốn thay đổi là cái ví dụ thay đổi nguyên một cái hàng đầu này, cái hàng ô này mình muốn thay đổi lại thành hình tròn thì mình sẽ bấm vào cái đầu tiên, mình sẽ bấm cái ô này. Tiếp đến mình sẽ bấm cái này. Mình bấm vào cái ô này và mình sẽ chọn tùy thích để tầm giác đây, hình tròn này. Tiếp đến nếu mà mình muốn thay nhiều ô, vì ô này nữa, mình sẽ thay mỗi loại ô để thành một hình để có thể dễ phân biệt. Đấy, thế là xong. Còn đây là cái phần tiếp nữa thì mình có thể là sang một cái biểu đồ kết hợp. Biểu đồ tròn trước. Tiếp đến mình sẽ vào cái biểu đồ tròn này, vẽ vào một cái biểu đồ này. Ví dụ như là nếu mà bạn muốn một cái biểu đồ kéo ra thì đây là một bảng thông tin vẫn như thường lệ. Có những biểu đồ là bạn bấm vào xong thì sẽ nó ra hiển thị một cái bảng thông tin để cho bạn điền dữ liệu thông tin vào của bạn. Bạn sẽ kéo ra. Thì tất cả nó sẽ chia theo phần trăm. Nó rộng nó sẽ chia theo phần trăm mà bạn muốn đặt. Ví dụ đây có mảng phần trăm này thì nó rộng. Đây ví dụ như bạn kéo rộng. sẽ chia phần trăm này vào. Tiếp đến là cái biểu đồ combo. Thì đây biểu đồ combo đây. Nếu mà mình muốn chọn thì cái biểu đồ này thì mình sẽ chọn cái phần này. Thì đây thì nó sẽ có, nếu mà bạn không chọn vào cái phần đấy, nếu mà bạn không chọn vào cái phần tích vào đây của mình thì nó sẽ không ra cái biểu đồ đường này cho bạn. Thì đó là phần tìm hiểu được. Thì có gì thiếu sót thì mọi người góp ý